Ok, ba cái lỗi chí mạng mà bất kỳ ai tham gia thị trường tiền điện tử cũng cần phải biết. Lỗi đầu tiên đó là đăng ký phải sàn giao dịch lừa đảo. 90% những người tham gia giao dịch đều sẽ mất tiền ở trên thị trường này. Nhưng 50% số người lần đầu tiên khi tham gia giao dịch, họ mất tiền không phải là bởi vì họ mua nhầm coi, không phải là bởi vì kỹ năng đầu tư của họ kém hay là họ giao dịch lung tung mà bị thua, mà bởi vì họ đã đăng ký nhầm sàn giao dịch ngay từ đầu dẫn đến là cái việc ngay khi họ nạp tiền vào trong cái tài khoản của họ thì họ đã mất tiền rồi. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất đó là có rất nhiều những anh hùng thổi nến, đục nến, PA cho cái sàn đó, nói với bạn rằng là bạn chỉ cần nạp tiền vào thôi, họ sẽ đọc lệnh cho bạn, họ sẽ đưa cho các bạn các cái gói đầu tư và bạn chỉ cần nạp tiền vào là các bạn sẽ có tiền. Nhưng nhưng mà trên thực tế thì chưa cần đến họ đọc lệnh hay là mua cái gói gì cả. Chỉ cần bạn nạp tiền vào trong cái sàn giao dịch lừa đảo đấy thôi là bạn đã mất tiền rồi, đã, đã không thể rút được ra rồi Thì đây là cái lỗi trí tử đầu tiên khi mà các bạn tham gia thị trường tiền điện tử này các bạn cần phải biết Vậy sàn tiền điện tử nào thì mới là sàn tiền điện tử uy tín Thì trên thế giới có rất nhiều những sàn tiền điện tử lớn nhưng mà lớn nhất, to nhất thì sẽ là có Binance và hiện tại Binance cũng hoạt động rất là tích cực ở Việt Nam mình. Tất cả những người giao dịch ở trên thị trường tiền điện tử này mình đoán rằng không ai là không biết đến sàn Binance. Bản thân mình cũng đã giao dịch ở trên này rất lâu rồi. Thế nên là những bạn nào mà muốn tham gia vào thị trường này hãy cứ đăng ký bài Binance trước đã. Ok, một cái lỗi thứ hai khiến rất nhiều người đã mất tiền ở trên cái thị trường tiền điện tử này đó chính là sử dụng đòn bẩy quá lớn hoặc là họ sử dụng đòn bẩy mà họ không biết là phải quản lý cái lệnh đó nó như thế nào. Ok, đầu tiên thì mình sẽ cần phải giải thích cho các bạn biết sử dụng đòn bẩy là như thế nào. Ví dụ bạn có 100 triệu, bạn dùng 100 triệu bạn mua Bitcoin. Thì nếu Bitcoin của bạn tăng giá lên 10% thì bạn sẽ lãi được 10 triệu đúng không? 10% của 100 triệu mà. Nhưng nếu bây giờ bạn sử dụng đòn bẩy. Bạn nhân cái tài khoản của mình lên x10 chẳng hạn. Thì lúc này bạn cái số tiền bạn lãi được khi mà bitcoin tăng lên 10% thì, thì bạn sẽ lãi được 10% của 100 triệu đó là 10 triệu đúng không? Nhưng mà khi này bạn đã dùng đòn bẩy x10 lên, thế nên 10 triệu của bạn bây giờ cũng sẽ x10 lên và bạn sẽ kiếm được 100 triệu, tức là nhân đôi tài khoản chỉ với việc là bitcoin chỉ tăng giá có 10% mà thôi. Bitcoin giảm giá xuống 10%, thì bạn sẽ chỉ mất 10 triệu thôi. Nhưng mà nếu bạn sử dụng đòn bẩy x10 chẳng hạn thì con số thì cái số tiền lỗ của bạn bây giờ không phải là 10 triệu nữa mà là 10 triệu nhân 10 lần lên là 100 triệu. Tức là bạn đã bị cháy luôn tài khoản của mình rồi. Thế nên là cái lời khuyên của mình nếu mà các bạn là người mới tham gia vào thị trường này thì các bạn không nên sử dụng đòn bẩy tài chính. Sau này sau này dần dần rồi thì các bạn nào muốn sử dụng đòn bẩy tài chính, các bạn có phương pháp chơi một cách hiệu quả, các bạn ổn định được tâm lý thì lúc này bạn mới nên sử dụng đòn bẩy tài chính và cũng chỉ sử dụng rất là hạn chế cũng như là cần phải quản lý những cái lệnh nó thật là tốt. Thì mới không dẫn đến tình trạng bị cháy tài khoản. Còn nếu mà với những người không có kiến thức mà lại còn có máu cờ bạc. Đó, muốn vào làm một cái lệnh thật lớn để có thể ăn cả năm. Thì thú thật không bao giờ nên sử dụng đòn bẩy tài chính. Được chưa? Cái việc bạn đầu tư theo cái kiểu đánh bạc ấy. Cái tỷ lệ thua nó còn cao hơn là cái việc bạn đánh bạc thông thường. Thế nên là những bạn nào có cái tư duy như vậy thì nên bỏ đi nhé. OK, cái lỗi thứ ba mà rất nhiều bạn mắc phải, mặc dù là bạn đã chọn được đúng sàn, không sử dụng đòn bẩy tài chính, nhưng vẫn có khả năng bạn sẽ bị cháy tài khoản bởi vì bạn mua phải những cái đồng coi rác được quảng cáo tràn lan ở trên mạng với cái niềm tin rằng nó sẽ x5, x10. Tất nhiên là những cái đồng coi rác hay còn gọi là những cái đồng coi sổ số, số, nó có khả năng x5, x10 rất là dễ nó dễ hơn so với cả Bitcoin, dễ hơn so với ETH và BNB rất là nhiều Tuy nhiên thì nó luôn đi kèm với cái rủi ro và Nhưng mình đánh giá rằng cái việc mua những cái đồng coin rác, những cái đồng coi sổ số và mong nó x5, x10 ý, Nó khó hơn so với việc bạn mua những cái đồng coi lớn, ví dụ như Bitcoin, ETH hoặc là BNB Và nắm giữ nó trong một khoảng thời gian dài thì tỷ lệ các bạn thắng có lời thì nó cao hơn rất là nhiều Việc các bạn mua những cái đồng coi rác và mong nó pump lên x5, x10 chẳng hạn và trên thực tế thì mình có làm một cái thực nghiệm trong khoảng tầm 3 năm đổ lại đây Nếu mà bạn đầu tư mỗi ngày 50.000, mỗi ngày 50.000 thôi vào cái đồng BNB chẳng hạn Thì trong 3 năm bạn đã có cái số tài sản lên đến là 1 tỷ đồng Còn nếu mà sử dụng cái phương pháp tương tự như thế với những cái đồng coi khác như Bitcoin Thì bạn sẽ có lanh quanh rơi vào khoảng tầm 300 triệu còn nếu là ETH thì bạn sẽ lanh quanh có vào khoảng tầm 500 hay 600 gì đó Mình cũng đã làm clip để thống kê cũng như là hướng dẫn làm sao các bạn có thể làm được như vậy Thế nên là cái việc làm giàu nhanh ý thì ai cũng muốn Nhưng mà việc làm giàu chậm một cách hiệu quả và bền vững thì mọi người lại rất dễ bỏ qua Đó là lý do tại sao mà 90% những người tham gia thị trường đầu tư không phải là chỉ ở trên thị trường tiền điện tử nhé mà kể cả ở thị trường forex này, thị trường chứng khoán này, thị trường cổ phiếu trái phiếu gì đó thì 90% những người tham gia đều sẽ mất tiền bởi vì họ muốn làm giàu nhanh, họ mong muốn làm giàu nhanh nhưng mà thực tế cái việc đầu tư để có thể thành công được thì nó lại cần một khoảng thời gian rất dài và mọi người thường sẽ bỏ cuộc trước khi đến được cái điểm đó. Ok và đó là ba cái lỗi lớn nhất mà những người tham gia thị trường tiền điện tử thường sẽ gặp phải. Nếu bạn chưa có tài khoản ở trên sàn giao dịch Binance thì link đăng ký mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.